Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT sẽ làm với cái chú vịt người ta gọi là chú vịt Donald. Ok, HNT sẽ đặt tên cho nó là vịt Donald luôn. Đây, vịt Donald luôn các bạn ơi. Đó, đặt tên vậy cho nó sốc đi. Không giống ai, không đụng hàng luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thu hoạch một ít vàng. Vàng trên đảo của mình rất là nhiều luôn. Ulala. Wow, và hiện tại thì HNT đang được bao nhiêu đấy? 1.500 các bạn. Giá cái con Donkey, cái con gọi là Donkey này đi về nhà xem. Ôi trời ơi, được có 2 mảnh. Anh ơi, cố lên, lết lên. Ôi my god, còn 1 bước, 2 bước, 3 bước nữa sẽ về tới đích nha bà con cô bác ơi. 3 bước nữa em sẽ sở hữu Donkey. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm về cái con vịt Donald. Vịt đâu rồi? Con vịt cổ lùng đâu mất tiêu rồi? Ôi trời ơi, nó trốn đâu rồi? Đây 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 đây, vịt Dona đây các bạn. Action. Súng luôn các anh bạn người nước ngoài đẹp trai sói ca tống dựng tóc dựng đứng y như Son Goku. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Mới bước vô để gặp phải một cái anh bạn người là rất là hổ báo luôn. Trời ơi, thấy ghê không? Seven, một con một. Đây, hãy xem những cái lông chim bắn ra y như những viên đạn đây. Nó bắn với tốc độ bàn thờ luôn, hỏi thốn không? Thốn không man? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các anh bạn tiếp theo. Cái gì? Con vịt Donald của em mà nó xúc một cái một không nha. Không cho thằng nhỏ kịp ngáp luôn. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái gì ta? Sashi hả? Ok, anh cho chú thành Shisha luôn. Sushi luôn. Ôi trời ơi, tốc độ tiên chớp di chuyển quá nhanh. Và hiện tại đó là lửa phật của HNT đã lên tới chữ A. Chữ A các bạn à. Và lượng máu nó nhảy lên tới cái gì? 53.900 luôn á. Ôi, một con số thật là kinh khủng luôn. Wow. Rồi bây giờ chúng ta thử test nhẹ nữa nha. Và anh em xem video thì cho HNT một subscribe nha. Ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông kế bên nút đăng ký lên nha. Để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với HNT cho vui. Ok, đừng quên like ủng hộ HNT nha. Còn bây giờ thì ôi trời ơi, gặp nguyên một cái chiếc xe tăng chào bá lửa luôn nè bà con cô bác ơi. Cái chiếc xe tăng khổng lồ. Lần đầu tiên HNT thấy con gồng xe tăng luôn. Xuống xác nó luôn chứ sao. Đứa con cô biển. Ù, bạn này đặt những cái tên rất là hay. Anh không biết em là ai nhưng mà em đặt tên rất là độc và lạ luôn đó. Rất là hay em à. Wow, như các bạn đang trông thấy thì đứa con cô biển vừa tung chiêu. Và chúng ta đã mất cái một lượng máu kha khá rồi. Đây, còn cái con lửa phật này anh em có cái tên nào hấp dẫn hơn không? Cái tên nào hay hay chút xíu comment cho HNT đổi tên nha. Mình đang rất là muốn đổi tên con này. Chắc có lẽ là đạt tên nó là cái gì ta? Thánh Hỏa đi ha. Ok, tạm thời đạt như vậy. Và bạn nào có cái tên nào hay hay cho HNT xin với. Rồi, tạm thời mình sẽ đổi tên nó là Thánh Hỏa. Đó, lửa thánh vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau. Ôi trời ơi, hết đánh trong khu vực này được rồi mấy anh ơi. Em vào khu vực khác nha. Cái khu vực đặc biệt ha. Cái khu vực vô cùng ghê gớm luôn. Rồi. Ui trời ơi, gắt nha. Cái này gắt nè. Chúng ta sẽ mang mấy con level 22 à? Anh chỉ cần một con cấp H. Ở một con cấp Rồi theo đội hình này HNT nghĩ chắc đánh được. Đánh được các bạn ơi. Ôi trời ơi, hàng khủng cơ. Như các bạn đang trông thấy thì chúng ta đang định đấu với một cái con boss rất là to và bự. Wow, tem bạn đang dồn hàng tấn sát thương vào tem mình. Hiện tại tốc độ đang là nhân 3 nha các bạn đã quýnh. Ôi trời ơi, bớt giận nào. Các em gọi là đồng xa lầy của chúng ta mém tắt thở. Anh đề nghị là dồn tất cả sát thương vào cái con mập bụng bự này. Di chuyển tốc độ bàn thờ, lượng máu còn chút ít. Oh my god, chú Su đã ngã ngựa rồi. Ôi trời ơi,
Nguy hiểm chết sâu, cuối cùng thì con sâu đã chết. Bây giờ chúng ta solo với một cái bé gái mặc váy các bạn ơi. Ôi trời ơi, đẳng cấp là cấp E. Em ơi, em đang solo với hai anh chàng đẹp trai 6K đó, em có biết không chứ hả? Nhẹ nhàng lên, trận đấu khá là tuyệt vời. Còn 2 ngày nữa và hai anh ta đang cố gắng lấy cho bằng được cái con này về review rồng cho các bạn xem. Để không uổng phí công sức thì HNT đã quyết định mang những con rồng mạnh và ghê gớm của tem luôn. Cái gì vậy? Thiếu rồng nữa hả? Ôi trời ơi, phải có con này nó mới cho đánh cơ. Con rùa. Giờ làm sao? Không có con rùa là không được đánh à? Sao cuộc sống gì kỳ vậy? Cuộc sống gì mà bất công dữ vậy? Anh ơi, cho em lấy con rùa được không? Con rùa đâu rồi? Con donkey rồi, lấy cho tranh thủ lấy con donkey đi. Con rùa này không biết chừng nào mới lấy nổi nó đây. Chưa có chìa khóa mở nó nữa, lấy cái dây thôi bỏ qua đi. Cho em xin một viên game. Không xin được luôn. Cuộc sống bây giờ xin xỏ rồi nó không cho nữa các bạn ơi. Nó bị kẹt ngay cái chỗ này, sao lấy cho con chùm đây. Bây giờ chúng ta không lẽ lết lên cái chỗ này hả? Ôi trời ơi, chơi luôn các bạn ơi. Đây, hai tay sẽ thay đổi một chút xíu. Xuống sát luôn. Ok. Ôi trời ơi, cái gì sao tem bạn nó? Nó có 3 con vậy, lúc nãy tưởng nó 6 con mà. Trời ơi, làm giác hàng khủng em, anh đi đánh rồi. Bị hố các bạn. Trận này bị hố. Mang toàn hàng VIP đi đánh mấy cái con yếu xìu vậy. Ôi trời ơi, nó quýnh cái con lửa thánh hỏa của chúng ta muốn hết máu. Hết máu luôn rồi chứ hơn muốn cái gì nữa. Mấy con này nó khôn ghê á, nó đẻ cái con mạnh nhất tem nó đập không à. Dứt điểm thành công nha. Rồi, nhẹ nhàng một hiệp. Bây giờ chúng ta lết tới cái hiệp thứ hai nè. Đó. Cái hiệp này chắc là phải nhờ sự gây cấn không hề nhẹ rồi. Action. Cuộc chiến rồi là 6-6 luôn. Tổng cộng là 12 con rồng đang chơi khô máu với nhau. Ôi trời ơi, bé Su bị quýnh tắt thở luôn rồi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Oh my god, nó đang quất con rồng hoang dã. Chú rồng mạnh nhất team HNT Channel đang bị xuống sát. Còn có miếng máu luôn ha. Chết em rồi. Đại bác nó bắn luôn rồi. Oh my god, khả năng phóng bài vô cùng ghê gớm nhưng mà phóng chả mất được nhiều máu hết. Và chắc có lẽ sẽ đi bụi rồi. Chèo các bạn ơi, thiệt tình là hàng khủng của mình luôn mà vô trong khu vực đó quất không ăn thua. Không ăn thua luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực này đánh để kiếm điểm nha. Chắc là nó sẽ cho mình chỉ có một điểm thôi, nhưng mà có còn hơn không các bạn à. Có còn hơn không. Ôi trời ơi, cố lên. Thánh hỏa của chúng ta gần maximum chữ A cộng rồi. Nó mà lên chữ A cộng coi như là nó nắm chùm luôn rồi đó. Khu này không ai ăn hiếp nó được đâu. Đập cái bàn chân nhỏ bé này. Ôi được hai luôn nè, bình thường cho có một, nay cho hai luôn hả? Hôm nay hào phóng ghê hì. Rồi, chơi khô máu luôn. Thánh hỏa. Nghe cái tên là thấy rồi là hấp dẫn rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta đang đấu với Pharaon luôn. Một anh bạn nguyên một cái set vàng khè. Vàng mà nó vàng hơn cái chữ vàng nữa. 250.000 điểm kinh nghiệm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái khu vực gây cấn. Cái khu vực mà đang nó rất là nóng và hot hiện nay. Nó nóng muốn bốc khói luôn. Và anh không quên, hai tay không quên mang theo một cái con vịt Donan. Đây, em Dragon mới nhất của mình. Quẩy xíu anh ơi, quẩy quẩy đi. Chi phi hả? Xúc nổi không con này? Nó cấp H, ở cấp L các bạn ơi. Cấp L và rất là mạnh luôn. Chú mạnh hì. Mạnh ghê hì.
Ôi trời ơi, Milly đang lao ra và dường như là xúc mất tiêu thằng nhỏ rồi. Dịch Donald đang gồng cứng người. Gồng lên men ơi. Trời ơi, kiểu này nguy hiểm quá rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Không lẽ... Có lẽ... Anh... Có lẽ là HNT không cầm cự nổi các bạn ơi. Không cầm cự nổi một cái đội hình. Nghĩ sao hai con VIP như vậy mà đánh không lại luôn. Tem bạn nó ghê gớm quá rồi. Giờ chúng ta đi gom ghế, chúng ta gõ nó nè. Đi gõ nó nè. Đổi kiếm đội hình vừa vừa xíu đi mấy anh ơi. Còn mấy đội hình này mạnh quá, đánh sao đây. Xuống sát luôn. Cái gì đây, con bướm à. Ôi trời ơi, con bướm các bạn à. Mình chơi là phải sử dụng chiến thuật. À, quýnh mà được đam là ke canh me đè xúc miết luôn. 9000 hả? Rồi, trong tiếng chớp ra lượng lời vật vờ phát nè. Bé Ruti đang lao ra với khả năng gọi là cái đầu trâu hai sừng. Cái đầu sừng trâu các bạn ơi. Ôi trời ơi, con này cái đầu nó to chập ba luôn. Bé Tammy ạ. À. Oh wow. Và các bạn ơi, xem video đừng quên bấm subscribe nha. Hãy nhớ đăng ký kênh HNT Channel và mở thông báo lên để ủng hộ HNT nha. Rồi. Ok. Còn bây giờ đó thì sao nào? Cho một like luôn ha. Cho một like luôn ha bà con cô bác ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tia chớp nè. Nó chạy nhanh hơn tốc độ bàn thờ luôn. Không thấy bóng dáng mặt mũi nằm đâu. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Ok, chúng ta còn cái gì không nhỉ? Hiện tại đó là hết trứng rồng để up luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đi like đi, mình like mấy con rồng lại với nhau cho có trứng rồng mà up chứ không có rồng up thì buồn lắm luôn á. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử like cái con này với cái con hai cái con này nha. Đâu mất tiêu rồi. Ủa con kia, đây đây đây, hai con này like với nhau sẽ ra con gì các bạn nhỉ? Ra con gì? Ôi trời ơi, có 5 tiếng à. Có 5 tiếng à các bạn ơi, không biết ra con gì. Rồi bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.